Tận biệt hết khả năng và biệt tận nơi chịu. Vừa làm nhóm bè sẵn năm. Tôi làm mới làm mấy thùng rồi anh. Mới 40 thùng mà mới làm cái thùng đầu tiên. À mới làm cái thùng đầu tiên hả? 40 thùng. Thùng đầu tiên làm mất bao lâu? 15 phút. À 15 thùng. Đâu thùng này mình hơi lâu rồi đó. Ô, mỗi thùng khác đời cam hay là giống nhau hết? À. Bỏ vô, bỏ cái bọc vô kìa. Ý. Bỏ vậy hả? Xíu mấy đóng đó thôi, con mấy cô chú kia cũng mang lên nè. Không, như bỏ thùng rác chứ không phải bỏ đó đâu. Bỏ vô thùng rác đậy lại với ai để em đó. Đó chứ bỏ vô thùng giấy thôi. Thế là lạ. À, thùng này nè. Ngày mở cửa 1 tháng 6, nhân viên ngân hàng phải có mặt tại trung tâm thương mại trước 8 giờ 30 sáng để chuẩn bị cho việc đón khách và khai trương trung tâm thương mại. Sẽ chính thức mở cửa cho lúc 9 giờ 30 sáng. Chúng rồi chưa về hết ta nhớ không? Dạ. Về nhớ dán chỗ nào không? Cái gì? Hả? Làm gì vậy? Tính điện á, giống mày xét á. Mày xét quá nó làm tính điện. Cái này là mình để nhà a bán bằng inox. Ủa này, chai này không có nắp đậy hả? Nước xà bông à, cho nó khỏi bị dễ lấy ra lấy vô đúng không? Dễ chứ. À. Chứ lại nước còn mẹ dễ khét vô. Nó dính vô cứ ngắt mà sai cái mình khó tháo đúng không? Khó chứ. Ủa làm này có học không? Có học cách dán này không? À có dạy luôn hả? À. Chung cái gì cũng phải làm bao giờ để biết. Sao bao nhiêu nghe mùi thơm vậy? Đụng quá rách áo luôn.